À, xin chào các bạn, thì đây là cái bộ sạc SS304Q hỗ trợ 6 cổng sạc và một cổng sạc nhanh Quick Charge 3.0 đấy. Thì đây là mình có máy iPhone, máy Android, mình sẽ test cho các bạn xem. Ví dụ như mình cắm cổng sạc vào này. Cổng sạc số 1 thì nó sẽ lên 1,6A 5V. Đây, máy đang báo sạc đây. Nếu mà mình cắm máy Android nhé, cổng số số 5 đấy đang sạc này, nó có thể hỗ trợ sạc liền một lúc 6 cổng, rất là tiện cho các bạn.